Năm 2018, Ban chỉ đạo liên ngành công tác vận động quần chúng từ huyện đến cơ sở đã phối hợp tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ và nhân dân. Các đơn vị lực lượng vũ trang của huyện, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 và các tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn 5 cùng công an, biên phòng phối hợp với các ban ngành, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và người dân đã huy động được trên 38.000 ngày công lao động, chỉnh trang sửa chữa, làm lại 10 tuyến đường giao thông nông thôn dài hơn 15.000 mét, làm mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Sau hai đợt ra quân làm công tác dân vận, Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng huyện đã vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị trong và ngoài địa phương thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, đã vận động tiền, quà, vật chất tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đã tặng giấy khen cho 20 tập thể, 25 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong đợt ra quân làm công tác dân vận năm 2018.